Em mang kênh Thiên Ân Bất Động Sản xin chào quý chị cũng như là tất cả các bạn nha. Thì cái video hôm nay là không phải là em đi quay đất hay là quay nhà, mà hôm nay là em với nhóm em là có dịp đi lên tham quan một cái khu du lịch thuộc huyện Khánh Vĩnh, cách trung tâm thành phố Nha Trang là khoảng 45 km, khoảng hơn 45 km á, đi khoảng tiếng đồng hồ đó. Thì đây là cái cổng khu du lịch hồ Suối Lách nè quý chị, khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Suối Lách của bà chị em. Thì hôm nay bà chị em có rủ tụi em lên đây xem, đi tham quan chơi với lại giúp chị đón khách. Thì em thấy đẹp cho nên em cũng muốn quay lại chia sẻ cho quý chị mình luôn, để nếu như quý chị mình có tới Nha Trang du lịch á, thì mình có thể lên đây mình tham quan đó. Bây giờ em sẽ đi vô trong em quay cho quý chị xem nha, trong khu du lịch này có gì đẹp nha. Thì đây phía trước cảnh phía trước của khu du lịch hồ Suối Lách này quý anh chị đó, quý anh chị và các bạn đã từng ai lên đây chưa? Em lần đầu tiên lên đây do bà chị cũng làm bất động sản chung với em có rủ anh lên đây đó, thì em có quay lại cho quý anh chị mình xem luôn đó, để như quý anh chị cũng như là các bạn có đi du lịch tại khu vực Nha Trang hoặc là ven thành phố Nha Trang thì mình có thể lựa chọn những cái khu du lịch như thế này. Khu du lịch này thì là dạng nghỉ dưỡng đó, quý anh chị có thể nhìn thấy này, trang trí rất là đẹp luôn đó, có rất nhiều các khách du lịch lên đây để chụp hình ngay chỗ cổng vào. Em quay lại cho quý anh chị xem á. À, đây là chị chủ nè, em quay xíu nha chị, em thấy đẹp em quay lại. À, chỗ này có một cái chỗ để uống nước đó, bán nước giải khát cà phê các kiểu đó, nãy em có mới uống chỗ đó xong đó. Hơn trên này thì để em quay khu trên này cho quý anh chị xem nha. Đó, chỗ này là chỗ bán nước cà phê, còn cái cổng là cái cổng để mấy bạn trẻ check in chụp ảnh sống ảo. Chỗ này thì chị chủ để xe, chị chủ để xe ô tô. Khu này thì cũng trồng chỗ này thì mấy cây lan nè quý anh chị, mấy cây hoa lan rất là đẹp luôn. Đó, mọi người thấy đẹp không? Bây giờ em sẽ xuống dưới kia là đám bạn em ở đằng ở dưới đó, thì em xuống để em quay cho mọi người cùng xem luôn nha. Video hôm nay là lần đầu tiên em quay kiểu như là vlog của quý anh chị ạ. Em thì một đứa rất là thích làm vlog, nhưng mà dòng đời xô đẩy đi làm môi giới bất động sản, đó là lý do vì sao mà cái kênh Thiên Ân Bất Động Sản của em ra đời đó. Bây giờ chỗ này sẽ là khu vui chơi tắm suối nè, bây giờ mình sẽ xuống dưới đây nha. À, khu vui chơi tắm suối thì dưới đây khách du lịch hôm nay tới đông lắm, và chỗ này nó sẽ làm những cái trò nhỏ nhỏ đó, nhìn xuống suối rất là mát luôn. Ngồi đó mà mình tổ chức tiệc picnic gia đình với là mình đi chơi với bạn bè vào dịp cuối tuần thì em nghĩ là rất là tuyệt vời luôn. Cảnh quan ở đây rất là đẹp, sau những cái chuỗi ngày mà mình làm việc mệt mỏi á, thì cuối tuần gia đình mình hoặc là bạn bè đồng nghiệp của mình kéo nhau đi vô đây du lịch thì em nghĩ là không còn gì để chê nữa đó. Chỗ này là đó, cái dạng làm gỗ này quý anh chị, bàn gỗ nè để ngồi nè, em thấy rất là mát luôn á, rất là độc luôn đó. Đám bạn em ở dưới kia rồi, đi lên quay với anh không em đó. Thì chỗ này thì chủ đi làm cái cầu thang xuống nè. Sao em lên đoạn này quay chút đi, lên quay nhiều viên đoạn đó. Ok, bây giờ em lên lại. Xíu này em sẽ xuống dưới đây em quay cho quý chị xem nha. Bây giờ em lên trên đây lại. Nói chung cái khu du lịch này thiết kế rất là đẹp nha quý chị, rất là tỉ mỉ, rất là đẹp.
Đó, đây là cảnh cảnh và không gian phía trước cái khu du lịch nè quý anh chị. Chị mà mặc áo hoa kia là chủ của cái resort này á. Đang được đài truyền hình gì? KTV hả? Ê lên quay chị Vũ nói. Đây. Đây đài truyền hình đang tới để phỏng vấn chị Quyên. Chị Quyên là chị chủ ở đây. Chị đừng nhìn qua kia nhiều quá. Với lại chị đó, nhìn với em là nó bị cho cái khuôn mặt nó không xinh. Em đi xuống kia quay tiếp không? Hôm nay tụi em lên đây để phụ bà chị đi ra đón khách giùm. Vốn dĩ là sale bất động sản mà khổ cái mình đi đón khách luôn. 17 người hả cô? Công việc phụ mỗi khi đi làm bất động sản. Nè đây là chỗ không gian nè quý anh chị. Phía trước nè, đó chỗ đây để xe máy. Đây là bãi ô tô. Ô tô. Còn đây là đoàn khách mới tới. Đây là đoàn khách mới tới nè quý anh chị. Khu du lịch này rất là thu hút nhiều khách du lịch về đây luôn. Chỗ kia có cái nhà tiền chế của khu du lịch nè quý anh chị, thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Tụi em bây giờ sẽ đón khách đi vô trong. À, bây giờ thì đoàn khách sẽ đi vô trong này. Đã đi du lịch mà không thể nào tránh nắng được. À dạ để em chụp hình cho. Rồi thêm tắm nữa nha, 1 2 3. Dạ rồi. Bé tắm luôn. Dạ, cái cảnh này nhiều khách tới đây chụp lắm. Dạ. 1 2 3. Thêm tắm nữa nha chị. Rồi. Chụp cho chị luôn. Dạ đem chụp cho. 1 2 3. 1 2 3. Em ra xíu nữa nè. Đây rồi chị. Dạ. Ra để em đi ra xe xíu nè. Một hai ba. Anh đứng yêu chụp hình luôn.
Em chụp cho. Đây là công việc của mình tiếp theo đây. Một, hai, ba. Ba. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Dạ, dạ, dạ. Ok rồi. Bé đẹp. Dạ, đây điện thoại của cô nè. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Em chụp là rửa cho khách đó hả? Hay là đâu đây em sao? Quay em làm YouTube đó mà. À, em làm YouTube hả? À, kênh của em là Thiên Ân Bất Động Sản. À, là bấm là bấm phát ra. Rồi em xin mời mọi người vô. À, dạ dạ để em chụp ra. Chụp lấy cái cảnh giữa đó không chị? Dạ dạ. Ủa nó mất tiêu rồi. À. Ô, con nói giọng giống mấy người làm YouTube rồi đó. Dạ con làm YouTube mà. Dạ rồi. Nó nào vlog là nó chụp chuột. Con là gì vlog? Con Thiên Ân Bất Động Sản. À. Cô bấm phát lại ra. Hoặc là Thiên Ân Nha Trang. Thiên Ân. Dạ. Dạ rồi, con chụp cho cô. Thiên Âm Ân Nha Trang đúng không? Dạ đúng rồi, Thiên Âm Nha Trang là đây con. Con đang quay nè, con đang quay nè. À, thế nè. Cô là bên phụ nữ Phước Long. À, phụ nữ Phước Long, dạ, dạ. Mẹ thống đâu? Nay vừa đi làm từ thiện ở Khánh Vĩnh về. À, dạ, vậy là... Dạ, người ta nghỉ chơi. Dạ. Xuống cái đầy mát không cô à? Dưới đây có suối đồ. Ờ, nghe cái giọng nói giống sang vlog á. Con cũng đang tập làm vlog á cô. À, thế hả? Nhiều nhưng mà có con muốn giọng giống sang vlog. Dạ. Mình vừa đi vừa đi sau đoàn. Đó mọi người thấy cái cảnh ở đây đẹp không? Dưới kia là có suối nè. Suối rất là đẹp luôn. Ở đây gọi là hồ suối lách nha quý anh chị. Đó, chỗ này rất là đẹp nè. Cuối tuần là chơi cháy. Này quý anh chị thấy không? Nó thiết kế mấy cái nhà như thế này rất là đẹp nè. Rất là mát luôn. Bây giờ mình sẽ dưới đây là có suối nè. Đó, quý anh chị thấy suối đẹp không? Hello em. Hello anh. Sao em để khách đi mình vậy? Đường nhỏ quá, đường nhỏ quá. Đường một chiều, đường một chiều. Đó nè, mọi người thấy cái suối đẹp không? Em thấy là qua vừa đẹp vừa mát nữa. Chỉ có cái là tắm không được thôi, với hồ nhỏ quá. Đó, suối chảy róc rách.
Đây em quay thêm cho quý chị xem nha. Rất là đẹp luôn. Cô chú kia đâu mất tiêu rồi ta. À bên kia. Mấy cô chú ở bên kia quay về bên kia. Bây giờ thì cũng là gần trưa rồi. Đó bây giờ thì quý khách du lịch đang bắt đầu là ăn trưa rồi nè. Đó thì đa phần là khách ăn ở đây. Đó gọi món ở trên kia. Đó gọi món trên kia. Và nhân viên của nhà hàng của resort, của khu du lịch sẽ mang đồ ăn xuống. Thì em sẽ quay cho quý chị xem mấy cái đồ ăn rất là ngon nè. Đó, chắc em gái mang đồ ăn xuống cho khách nè. Em đi quay vòng thêm cho quý chị xem nha. Em rất thích cái khu vực du lịch nhỏ nhỏ này, rất là đẹp. Cảnh ở đây rất là trong lành, mát mẻ quý anh chị ạ. Cảnh đẹp, suối chảy rất là mát. Chúc mấy cô ngon miệng nha. Dạ. Bên kia có suối đẹp quý anh chị, hôm qua em quay cho xem nha. Chỗ này mình tắm biển, mình tắm rất là mát rồi quý anh chị. Đó, quý anh chị và các bạn có thích chỗ này không? Đó, quý anh chị nhớ like video, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ kênh em nha. Em sẽ quay nhiều hơn những cái dạng video như thế này, gửi lên cho các bạn cũng như là quý anh chị mình xem. Cảnh suối rất là mát luôn á mọi người ơi. Đảm bảo quý anh chị và các bạn mà tới đây mà tham quan một lần là đảm bảo mình sẽ muốn đến lần hai liền. Cái cảnh này rất là đẹp luôn. Cô chủ cũng rất là thân thiện, nhân viên thì dễ thương. Sông suối rất là mát. Em đi xuống. Đó, suối này chú anh chị thấy mát không? Đây là chỗ mà bữa nay là đài truyền hình xuống phỏng vấn bà chị chủ
đó, cho nên là em đi quay. Em thì Hòa đó là chị chủ á, của anh chị. Còn anh này là bên đài truyền hình quay phim cho chị. Đó, bên kia có chỗ để ngồi nữa nè quý chị. Chỗ đó em thích ngồi, cho đó gần cái hồ chảy nước xuống luôn, gần cái suối chảy nước xuống luôn, rất là mát luôn. Suối này chắc không có cá đâu. Quý chị mình nếu mà đi du lịch hồ sinh thái, khu du lịch sinh thái ven Nha Trang thì đừng quên cái khu du lịch hồ Suối Lách này nha. Bên đây là một cái hồ nữa. Mấy em nhỏ đó thích tắm chỗ này. Nước ở đây rất là lạnh. Ồ, nước là lạnh đâu quý chị, bỏ bia xuống đây cũng ướp lạnh được nữa. Đó, hôm nay cuối tuần này khách du lịch về đây rất là nhiều luôn. Em cũng lần đầu tiên lên tới đây luôn. Thì em đi xuống đi đây em quay cho quý chị xem nha. Thì thiết kế suối chảy xuống từ trên vách đá quý chị, thấy đẹp không? Chỗ này là nhà vệ sinh. Thôi em vừa mới quay qua chỗ này. Bây giờ thì em sẽ đi qua đây. Đó, em quay cho quý anh chị xem, quý anh chị và các bạn mình cùng xem. Cái này chắc là chị chủ thiết kế lại á. Cái vách đá này nước chảy xuống rất là đẹp luôn, rất là mát luôn. Để đi qua em quay cho mọi người xem nha. Nói chung là vẫn còn xây dựng nha quý anh chị, vẫn còn xây dựng cho nên là khu du lịch mình rất là ok luôn. Bên đây là cái suối này rất là lớn nha quý anh chị, suối dài ra tới ngoài đây luôn. Quy mô khu du lịch nó mở ra tới ngoài đây lận quý anh chị. Đi vòng qua bên kia bạn cũng muốn xem nha. Bên kia là chỗ thay đồ ha. Để em đi quẹt bên đây coi có nhìn thấy gì không. Khu du lịch cực kỳ rộng luôn đó quý chị. Quý chị mình đi du lịch tại khu vực Khánh Vĩnh thì đừng quên ghé qua cái chỗ này nha, để ủng hộ bà chị mình nha. Thank you.
quý chị thấy đó, khách ở đây rất là đông. Em đi vòng qua bên kia cho quý chị xem nha, đi qua cái cầu dây. Bên đây vẫn còn có chỗ để ngồi này. Cuối tuần mình đi làm mệt mỏi, mình về đây mình nghỉ dưỡng đồ, rất là tuyệt vời luôn. Ăn nhậu bạn bè cùng bạn bè. Hôm nay thì mấy anh này chuẩn bị trình diễn nhạc. Em rồi đứng em quay cho quý chị mình xem nha, nghe nghe một bài hát coi. Em cũng biết mấy bài hát là bị dính bản quyền hay không nữa. Suối chảy róc rách vừa nghe nhạc. Nãy giờ thì em đi quay rồi, bây giờ thì em ngồi đây em gọi đồ ăn ra. Em ăn xong là xíu em sẽ chạy về lại Nha Trang. Trong lúc đang ngồi em rảnh cầm máy ra nói chuyện nhảm với quý chị chơi. Em gọi mấy món ăn bình thường thôi. Rồi một xíu nữa mà ra đồ ăn ra thì em sẽ quay review cho quý chị xem nha. Đây là cái món mà tụi em gọi ra đây. Em gọi món gì em? À, lẩu gà lá giang. Đó. Rất là ngon. Để bây giờ thì nhân viên phục vụ sẽ mang qua vào chỗ này. Đó. Cái bàn này là khách mới đi vậy. Bây giờ dọn lại. Xong mang đồ ăn của tụi em qua. Để em quay review cho tụi em gọi cái món ăn rất là đơn giản luôn. Ok, cảm ơn em nha. Gọi một cái lẩu hả, ba người ăn. Ai cũng nói sale bất động sản giàu á. Mà gọi một lần một cái nồi lẩu tới ba người ăn. Chị mới góc mình quay cho đẹp đó. Hãy
bây giờ khách vẫn còn rất là đông đó quý anh chị, ngày càng đông. À, bây giờ mấy em phục vụ sẽ mang đồ ăn qua. Đây là nồi lẩu, đây là bún nha, bún à, bún mè lá giang. Quý anh chị nhớ like video, đăng ký kênh, chia sẻ video và nhấn nút chuông thông báo để có thể nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube của em nha quý anh chị, để em có động lực em làm thêm những cái video hay hơn nữa. Ngoài cái video quay nhà quay đất thì em còn sẽ quay video dạng vlog nữa cho quý anh chị xem nha. Tụi em đi xa cho nên không dám uống bia, chỉ dám mua nước lọc để uống thôi. Rồi, nước lọc uống lành mạnh nhất. Mày phần em một chai này, uống này lúc xíu lấy sức chạy về lại Nha Trang. Tụi em chạy lên đây bằng xe máy không anh chị? Khách du lịch rất là đông luôn. Cái suối này chạy rất rách, rất là mát luôn. Chỗ để phải để cái cây gimbal chỗ này. Đây là bún mà. Đây là nước gì đây? Nước mắm ngọt. Nước mắm ngọt. Đây là lá gì? Lá giang hả? Đâu anh quay cho khán giả của kênh anh xem là làm bất động sản giàu như thế nào. Nước mắm, này nước mắm mặn thôi. Đây là gì ta? À, giống giống muối Tây Ninh vậy. Cái này phải có nguyên con gà chấm mới ngon. Mẹ mở này coi cái gì. Ồ, gà lá giang nè quý chị, lá giang và gà nấu đang đợi chín. Bây giờ tụi em về lại Nha Trang rồi. Em cảm ơn quý chị đã xem video của em nha. Và nếu thấy hay quý chị nhớ like video, đăng ký kênh, chia sẻ video đến những người thân bạn bè của mình đó nha. Và nhớ nhấn nút chuông thông báo để có thể nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube của em nha quý chị. Em cảm ơn quý chị nha. Và hẹn gặp lại quý chị mình và những video tiếp theo của em ạ. À, tụi em bây giờ đi ra nhà xe này, em quay cho quý chị xem cái nhà xe rất là rộng luôn. Em quay cam góc rộng cho quý anh chị xem tổng quát. Rồi bây giờ tụi em ra xe lấy xe về. Em cảm ơn quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị mình vào những video tiếp theo của em.